con và các bạn đã trở lại kênh Nhà Nông Làm Vườn. Thì hiện tại vẫn trong cái khu vườn này của nhà chú. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho bà con là chúng ta trồng cây mít với cái độ thưa khoảng cách giữa cây mít với cây mít nó là bao nhiêu. Thì hôm nay trong cái clip này tôi nhờ chú chính trên cái vườn của nhà chú để chia sẻ cho bà con và các bạn lắm được là chúng ta lên trồng cái cây mít cách nhau bao nhiêu thì là cái mật độ thưa bao nhiêu thì là đẹp nhất cho cái cây mít và lý tưởng nhất cho cây mít. Thì bây giờ mời toàn thể bà con và các bạn tiến lại gần hơn, tôi sẽ chia sẻ rõ ràng hơn cho bà con và các bạn cùng hiểu. Thưa với bà con và các bạn, như bà con và các bạn cũng đã nhìn thấy cái vườn mít này của chú này, bà con nhìn ở dưới cái ống kính này, ở bên dưới cái tán lá của nó thì bà con cũng đã có thể nhìn thấy là cái cây mít, cái vườn mít này của chú nó sai quả như thế nào, đúng không bà con và các bạn? Đấy, rất chi là sai. Thì với cái khoảng cách ở trên cái ống kính này, bà con khó có thể nhìn được rằng là cái khoảng cách cây mít nó cách xa nhau bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đo thực tế cho bà con thấy, và tôi sẽ nói thực tế luôn là cái cảm nghĩ của chú khi mà chú trồng cái cây mít với khoảng cách như thế này thì nó có thực sự là tốt hay chưa nhé. Bây giờ tôi sẽ đo cho bà con và các bạn cùng xem. Thì thưa bà con và các bạn, tôi cứ ước lượng là mỗi một bước chân của mình nó là 50 phân đi. Thì bà con có thể ước lượng nha. Bây giờ bước chân đầu tiên tôi đặt ở gốc mít này, bước chân thứ hai 50 phân này, 5, 10, 15, 20 và 25. Tức là chú trồng cây cách cây là tầm nó khoảng 2,5 m, gần 3 m. Đấy, bước chân của tôi nó rộng hơn 50 phân. Thì bà con cứ ước lượng nó là tầm nó khoảng gần 3 m. Thì tôi lại đo tiếp một cây nữa, từ cây này sang một cái cây cây bên cạnh đi. Nào, bà con nhìn này, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 cũng gần đến gốc mít, 5, 5, 25. Đấy, thì nó cũng rơi vào tầm nó khoảng 2,7 m đến gần 3 m. Đây là khoảng cách của chú. Tiếp tục lại đo một cây nữa cho bà con xem. Nào, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, cái hàng cách hàng của chú thì nó rộng hơn là cây cách cây. Đấy, đây là tôi vừa đi từ bên kia sang bên này, thì nó là cái hàng hàng cách hàng và cây cách cây. Thì cái hàng cách hàng này chú trồng rộng hơn thì nó ở cái tầm khoảng gần 3 m. Đấy, thì nói chung là đa số là những cái cây mít của chú trồng cách nhau từ khoảng 2,7 m tới 3 m. Đấy, từ 2,7 m tới 3 m. Thì bà con ở trên khung hình thì bà con có thể nhìn thấy là cái cây mít nó có cho ra trái không. Bà con nhìn nhá, nó cho ra rất chi là nhiều trái này. Đây ạ, đây tôi lại cho bà con xem một lần nữa, cây nào nó cũng cho ra rất chi nhiều trái. Hiện tại bây giờ nó đang ở tháng 11 âm lịch, đầu tháng 11 âm lịch. Đây là cái vụ mít thứ hai. Đây bà con các bạn nhìn thấy đây, không phải là tôi lựa chọn cây đâu nhé, toàn bộ những cây nào cũng vậy, đều có trái hết. Thì với cái lượng trái như thế này, bà con có thể nhận định rằng là cái cây mít này có cái độ khoảng cách phù hợp chưa? Đấy, thưa với bà con và các bạn, nếu như khoảng cách mà nó không phù hợp thì chắc chắn là chúng ta không thể cho được ra những cái lớp quả đẹp như thế này và sai như thế này. Bà con nhìn, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ở trong một cái khung viên này, bà con có thể nhìn thấy nó rất là sai quả. Thì bây giờ tôi xin tổng hợp lại một lần nữa và đúc rút lại cho bà con là với cái khoảng cách là tầm nó khoảng 3 m, với khoảng cách tầm 3 m là tương đối hợp lý cho cái cây mít Thái của chúng ta phát triển. Đấy, thế nhưng mà nó có một cái điều nữa là chú có chia sẻ như thế này này. Đấy, tôi xin gửi lại là cái lời của chú tới toàn thể bà con, là chú có chia sẻ là khi chúng ta trồng, đây là chú trồng là tiết kiệm đất nhất rồi nha, là chú lấy 3 m, gần 3 m là chú lấy khoảng cách cây của cây, là chú đang rất chi là tiết kiệm đất. Còn nếu như chú nói là nếu đất rộng hơn ấy, thì chú có thể trồng thưa hơn. Thế nhưng mà khi chúng ta tiết kiệm đất mà chúng ta trồng dày như này ấy, thì chú lại có một cái phương án nữa, đó chính là chú cắt ngọn cây mít cao hơn bình thường một chút. Đấy, đây là một cái vấn đề mà tôi cần phải nhấn mạnh với bà con nhé. Chú cắt ngọn cây mít cao hơn bình thường một chút. Cao hơn là như thế nào? Thì như bà con và các bạn cũng biết đã biết, nếu như trồng mít là bà con chuyên sâu, bà con tìm hiểu nhiều, bà con phải biết là trồng mít là phải cắt ngọn, đúng không? Thế như ở trên kênh của tôi và rất nhiều nhà vườn khác ở khu vực miền Bắc này chia sẻ rằng là khi cây mít đạt đến chiều cao từ 3,2 m đến 3,5 m thì chúng ta phải cắt ngọn rồi.
Đấy là những cái cây mít mà bình thường, để cho nó phát triển bình thường với cái địa đất rộng. Còn nếu như mà chú muốn tiết kiệm đất, chú trồng ở cái khoảng cách 3 mét như này ấy, thì chú chia sẻ là chú không cắt ở cái mức mà 3m2, mà chú cắt nó ở cái mức là 4m rưỡi. Đấy, hiện tại là chú chia sẻ với tôi là chú cắt ở khoảng 4m rưỡi đến 5m. Cây mít cao đến 4m rưỡi đến 5m thì chú mới cắt. Thì khi đó cắt ở cái chiều cao như vậy thì khi đó là cái cây mít nó không phát triển tán rộng. Bà con và các bạn hiểu không? Nó không phát triển tán rộng, nó sẽ phát triển chiều cao. Đâm ra là làm cho cái cây mít nó mới không bị chen nhau quá. Đấy, thì đấy là cái lý do mà tại sao chú cắt cái cành mít, cắt cái ngọn mít nó hơi cao. Các bạn có thể nhìn thấy cây mít nào của chú cũng rất là cao. Đây là cái lý do mà đến vườn cái là tôi đã hỏi chú luôn từ đầu rồi, là tại sao đập vào mắt tôi hỏi tại sao cái cây mít của chú để cao như vậy. Thì thực tế đúng là vào gốc thì tôi mới thấy, và chú cũng chia sẻ là đúng là tôi cũng đã hiểu ra là chú cắt ngọn mít cao hơn những cái cây mít bình thường. Đây các bạn nhìn thấy chưa, cây mít nào của chú cũng rất là cao. Cái chiều cao của chú nó đạt đến 5m đấy. 5m, 5 đến, đến 5 đến 7m, có những cây đến 7m. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ là đáp lại lời của chú, thì chú cũng chia sẻ với tôi, với lại chú cũng bảo tôi bảo là nếu mà có chia sẻ cho bà con ấy, thì bà con hãy nhớ rằng như này này, hãn hữu lắm thì chúng ta mới phải trồng tiết kiệm đất và trồng dày như vậy. Còn nếu như mà chúng ta có đất rộng ấy, thì chúng ta hoàn toàn là có thể là trồng thưa nó ra, và để cho cây mít nó phát triển tốt nhất thì chúng ta hãy trồng ở cái khoảng cách là từ 4m rưỡi đến từ 4m đến 4m rưỡi một cây mít, là khoảng cách lý tưởng nhất cho cái cây mít. Và cái thời điểm cắt ngọn đẹp nhất của chú chia sẻ với tôi là 3m là chúng ta nên cắt ngọn, là cái thời điểm đẹp nhất để chúng ta xử lý như cây mít. Bởi vì là nếu chúng ta trồng thưa như vậy và cắt ngọn sớm như vậy thì chúng ta ít phải chăm sóc cái cây mít hơn. Tức là ít chăm sóc là tức là như thế nào? Tức là cái cây mít chúng ta ít phải tỉa cành hơn này. Chúng ta ít phải bón phân hơn này. Bởi vì là cành nó khi mà cái chiều cao nó không cao ấy, thì cái cành tán nó không nhiều. Thì chúng ta tán nó không nhiều nhưng mà cành tăm rất chi là nhiều và nó cao, thì chúng ta phải dành nhiều thời gian chăm sóc. Mới lại cái thân nó cao thì nó cần nhiều dưỡng chất hơn, thì chúng ta phải bón phân rất nhiều và liên tục. Còn những cây mít mà nếu mà chúng ta cắt thấp ấy, những cây mít chúng ta cắt thấp ấy, thì cái cây nó không cao, cái cành nó thấp, thì chúng ta cắt tỉa rất chi là dễ dàng. Đấy, và cái thân cây mít khi mà bị cắt thấp thì nó cũng không cần nhiều dưỡng chất lắm, nó vẫn phát triển được, thì nó phát triển bình thường. Thì lúc đó chúng ta bón phân cũng không cần phải thúc nhiều, hay là không cần phải bón quá nhiều phân để cho nó phát triển. Đấy là những cái chia sẻ của chú, hy vọng gửi tới tôi và tới toàn thể bà con đang trồng mít và sắp sửa trồng mít. Đấy. Còn thì nếu chúng ta chót trồng dày rồi, nếu chúng ta chót trồng dày rồi thì chúng ta nên cắt tỉa cành mít đều đặn. Cắt tỉa những cái cành mà đực là 1, cái cành tăm là 2. Và chúng ta bấm ngay ngọn khi mà chúng ta phát hiện là cái cây nào chúng ta chưa bấm ngọn. Đấy. Thì đây như các bạn cũng có thể nhìn thấy này, những cái cây mít mà chú giữ trái ở trên cái thân này, những cái mít mà quả nó rất chi là to và mập. Trên cái vườn mít này của chú thì nó cũng, tôi chưa hỏi chú đâu, nhưng mà tôi cũng phát hiện ra một vài cái thứ bệnh. Thì về cái bệnh của quả mít thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn sau, và tôi sẽ trao đổi với chú sau. Thế nhưng mà cái vườn mít này nhà chú là tôi cũng thấy là nó đang có một chút bệnh, nhưng những cái bệnh này nó không ảnh hưởng nặng lắm. Đây như các bạn nhìn thấy đây, cái cuống nó đen này, cuống nó không được xanh đẹp như cái quả khác. Đây là cái thứ nhất, bởi vì quả mít này còn non mà nó đã như vậy rồi. Những cái này nó cũng là bệnh, với lại một số những cái đốm của quả mít này các bạn nhìn. Đây, những quả này nó không điển hình, còn những cái quả khác mà nó điển hình cơ. Đây, tôi sẽ chia sẻ cho bà con cái quả này này. Đâu nhỉ? Đây không phải bệnh, quả này không phải bệnh. Còn quả nào mà nó điển hình của bệnh. Thế nhưng mà thôi, về cái vấn đề bệnh của cái mít thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con ở những clip sau. Cái clip này thì tôi chỉ nhấn mạnh cho bà con là cái độ thưa của cây mít chúng ta trồng như thế nào, và cái độ khoảng cách giữa cây mít với cây mít là nó như thế nào. Chúng ta cắt ngọn như ra làm sao. Thì tôi tổng hợp ngắn lại cho bà con hiểu là nếu chúng ta trồng cái cây mít mà nó ở khoảng cách là dưới 4m, dưới 4m cách nhau ấy, cây cách cây, hàng cách hàng dưới 4m, tức là ở tầm khoảng 3m rưỡi đến 3m, thì chúng ta nên để ngọn cao một chút.
tức là tầm 4 mét đến 4 mét rưỡi trở ra thì chúng ta bắt đầu mới cắt ngọn. Còn nếu bà con nào mà trồng được rộng hơn ấy, khoảng cách là từ 4 mét rưỡi trở ra ấy, thì tức là cây cách cây hàng ngay hàng, thì bà con hãy cứ bấm ngọn sớm, từ khi mà nó đạt được 3m2 đến 3m rưỡi thì bà con bấm ngọn để cho nó dồn dưỡng chất vào trong cái cây, nó nuôi cây, nuôi cành mập thì nó mới cho ra được nhiều trái to, trái đẹp. Đấy thì thôi, clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Hy vọng là giúp ích được cho bà con trong cái việc mà trồng và chăm sóc cây mít điển hình như là khu vực miền Bắc của chúng ta. Đây là cái vườn mít ở trên chính cái khu vực miền Bắc và cái khí hậu của miền Bắc. Đấy thì nó sẽ thích hợp hơn cho những bà con mà trồng mít ở miền Bắc. Bây giờ clip của tôi xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những clip sau. Nếu hay và hữu ích thì bà con nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và cho tôi một lượt thích để tôi có động lực làm những video sau hay và hữu ích hơn nữa gửi tới toàn thể bà con và các bạn nhé. Chào tất cả bà con và các bạn ạ.